Xin chào các bạn, hôm nay mình có một sản phẩm mới. Mình không biết gọi gì nhưng mà mình gọi nó là dây rút vuông. Tại vì có con dấu ở trên á, hình vuông á, thì mình gọi là dây rút vuông. Một bịch thế này 50 sợi, tặng kèm miếng dán dài 15 cm. Mình có 7 màu. Màu đỏ nè bạn. Đây là màu đỏ nha. Đây là màu xanh đá. Nhìn kỹ màu sắc rất là tươi. Và còn đây màu đen. Đây là màu vàng. Đây là màu cam. Dài 15 cm, tặng kèm miếng dán. Khoảng miếng nhăn nhỏ này khoảng có 60 mấy sợi, ít 60 mấy miếng nhăn nhỏ. Còn ở đây màu trắng. Ở đây màu xanh dương. Là cái hình vuông là bằng cái ngón tay của mình nha. Đó. Tổng cộng mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 màu nha bạn. Mình xin nhắc lại là một bịch á, thì 40k một bịch một màu mà 50 sợi thôi nha. Cái này chỉ có 50 sợi thôi nha. Với số điện thoại này 0764141188, cái Zalo em nha. Rồi mỗi lơn thì mình tính phí vận chuyển là 30k cho một lơn. Ví dụ anh đặt 7 bịch cũng là 30k, 10 bịch cũng là 30k, một bịch cũng là 30k. Nhà bạn mình xin nhắc lại nha. Một bịch là 40k. Nha. Mình có 7 màu. Nha, 1 2 3 4 5 6 7, 7 màu. Nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm ơn.